Một cái thứ đàn bà con gái. Nhìn cái gì? Giờ đi quyến rũ chồng người ta. Ê, nè. Trời ơi, người ra mà hung dữ quá. Biết đâu. Nè, tao nói cho mày biết nghe chưa? Nghe chưa? Mày á, mày là con hồ ly tinh. Nghe chưa? Cái gì? Tao cấm mày không được quyến rũ chồng tao. Mày nói cái gì? Mày nói ai là hồ ly tinh? Tao chửi Phong Long được không? Phong Long hả? Phong Long hả? Ở đây chỉ có tao với mày. Mày chửi Phong Long là chửi ai chứ? Mày ngon mày chửi lại cho tao coi. Mày ngon mày làm gì tao? Mày ngon hả? Mày làm gì tao? Mày ngon, mày ỷ dân nhà quê rồi mày ăn hiếp dân xì phố hả? Bữa nay tao cho mày biết tay, mày chửi lại một tiếng nữa coi. Tao chửi mày làm gì tao? Mày chửi coi, mày mở miệng mày chửi coi, tao quánh mày cho coi. Mày dám quánh tao không? Tao nói thiệt á, tao đánh một cái là mày bể cái lỗ mũi mày ra. Mày đánh muốn thử không? Mày dám đánh tao không? Tao đánh mày đánh thử. Mày nói nữa tao đánh cho mày coi. Tao đánh mày nha.